Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bào khuy nhá. Các bạn phải cắt thành hình vuông nho nhỏ. Quay vlog bào khuy. Khi bé trong thứ này đúng không? Trong hộp Danisa này ạ. Danisa. Đó, xong rồi cắt thành hình tròn cho nó giống khuôn để còn bọc cho nó dễ hơn và đẹp đẽ hơn.
Sẽ có cái khuôn như thế này. Có tiền thì mua khuôn, mà không có tiền là không có khuôn, là không có làm được nha. Thank you.
đây là thành quả của việc lỗi. Đây là hỏng nha mọi người, cái này là hỏng nha. Mẹ mình bắt mình bọc 20 cái khuy cơ, hơi lâu nên là mình sẽ hát cho mọi người nghe nha.
xong cho mọi người tắt YouTube hết. Tắt luôn. Xong chưa? Sắp ạ. Xem để tự làm xong rồi tự ấy ở nhà ấy. Cô toàn phải tầm tuổi từ 18 đến 34 xem nhiều nhất ấy. Vâng. Chiếm đến 80% để tầm tuổi để xem. Alo ạ. Cô chấm ảnh này. Cô mang một lớp hay hai lớp ạ? Thầy bố bảo thế. Bố bảo với con. Bố bảo là hôm nay bố về sớm khoảng 7 giờ rồi bố đi họp lớp. Bố đi ăn cái gì lớp liên hoan gì ấy. Thế mẹ gọi hỏi lại bố xem. Xong rồi bị hỏng một cái nên lát nữa phải cắt lại các bạn ạ. Em ơi khổ thế đấy. Đâu phải cái gì mà cũng hoàn chỉnh đâu. Nhiều lúc lỗi bị phải làm lại khổ ghê cơ. Xong rồi bọc ra một cuốn đừng có khô hết đâu. Ăn với gia đình.
ghét vậy. Ôi mọi người có biết không, bình thường ấy đi ăn uống là cứ phải có gia đình mà cứ treo bố như thế, phụ thân bố, bố cả năm mới có một cơ hội để liên hoan với bạn bè. Em ơi sửa chị cái này với. Đây là chị á. Vâng. Trông mình trẻ hơn cháu. Ừ. Trẻ hơn cô này. Đây nhé, này cho tớ gửi này. Bây giờ chúng ta sẽ khâu khuy nha. Chú nào lấy được bạn? Cái này à? Cái này ngày kia con lấy nhá. Mai đi. Chiều đến mai. Mai phải chiều. Chiều mai lấy thứ hai đi cà phê. Bây giờ đi vào ngày thường cho nó vắt. Cô để xuống cho đỡ mỏi. Để xuống phía dưới. Đây này, người phía dưới, cháu ngồi dưới. Được chưa? Nhìn thấy không? Nhìn thấy rồi ạ. Sáng nay mẹ đi đâu ạ? Thế mà không biết. Đi ngân hàng. Mẹ ấy được chưa? Thank you.
luyện về chưa? Con cũng nhìn anh ấy quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi. Con nhìn thấy anh ấy quen quen, chả biết gặp ở đâu. Chắc là giống nhau, chắc là đứa con trai nào cũng giống nhau rồi. Có nhiều lúc nhá, con lướt lướt kiểu có bạn bè ở trên Facebook ấy ạ, à, kiểu quen qua giới thiệu bạn này xong rồi qua bạn này ấy, thì là người, mấy bạn ý kết bạn với con thì là con cũng chỉ xem qua qua thôi, xong rồi lỡ gặp nhau ở ngoài ấy ạ, à, nhìn bạn ý quen cực nhưng mà con không nhớ ra là ai, đến lúc đi về rồi con mới nhớ ra là hóa ra là bạn của bạn. Anh có thêm một chị nữa à? Chả hiểu sao lơ sân bay người ta gọi là tiếp viên hàng không, eo ơi, tự nhiên gọi lơ nghe. Người ta lơ xe, để lơ máy bay. Nghe eo ơi, chả hiểu sao. Phải hiểu sao nghe. Mất cả quan điểm. Mất quan điểm. Ở Việt Nam Airlines hay sao ấy? Hôm nay chị anh cũng kể mà ông ý, may là ông ý đến gói bánh cho hôm mấy hôm đấy chị bận bận ấy, xong rồi chốt câu gói xấu vãi. À, người ta là con trai, người ta có làm đầu bếp đâu mà bảo người ta. Xong rồi chị bảo là chị đang vội vội ấy, xong rồi một bên chị với mẹ chị đang hù hục làm việc rất là nhanh, xong rồi chị An với cả anh ấy cứ ngồi hái hoa, ngồi cứ thủ thỉ, xong rồi cười. Một bên thì đang làm vội gần chết cật lực ra, một bên thì cứ cười. Kiểu cái lúc mà làm bánh ấy, cái lúc mà gói bánh đấy ấy. Chị anh với cả bác Phượng cứ ngồi làm hùng hùng hục. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sang đây nói với anh ta về cuộc chuyện chờ ngày hôm qua. Người ta giới thiệu mây mã tầm mã xứng đáng với nhau, mình giới thiệu cập nhà kênh. Làm thành món súp khoai vậy. Khoai hầm. Mày đi mà đẩy. Giờ nghỉ trưa thì làm phiền. Sao bắt đọc tận 20 cái vậy mẹ? Mình chả hiểu sao dọa chó đi ra đấy mà dọa ai, ngồi trong đây dọa ai giật mình thay. Chả hiểu sao dọa chó hoặc con giật mình thay chó. Sao nhỉ? Cái vải có vải nào để sang không?
Xanh đen có ở trên này. Có màu vậy, xanh đen. Gì? Rõ ra bóng. Mà làm cái gì? Để làm đồ thiếu này. Sao thể thiếu ấy? Thì là cái đáp bên trong đúng không? Phải. Vậy là xong rồi mọi người ơi. Vậy là khâu xong quiz rồi nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye.